Chào tất cả các bạn. Hôm nay Khánh sẽ hướng dẫn tất cả các bạn thiết lập cái PSP giả lập trên Android để mà chúng ta có thể chơi game với cái định dạng side by side, và cái định dạng đó chúng ta có thể kết hợp với kính thực tế ảo để cho ra những cái hiệu ứng to hơn, lạ hơn trên so với màn hình điện thoại. Đầu tiên Khánh sẽ vào một cái game. Ta sẽ trở về cái định dạng ban đầu, nó chỉ là sử dụng màn hình. Ta tiếp tục thì các bạn đã thấy là nó chỉ hiện trên. Giờ mình vào cấu hình, cách thiết lập cũng rất là đơn giản thôi, là chúng ta tích vào cái chế độ Google Cardboard này để mà hình ảnh có thể phân ra side by side. Ở chế độ phóng screen size này thì chúng ta kéo nó lên 100% để mà cho cái độ